bao nhiêu năm đợi tháng chờ, phút trao nhẫn cưới bây giờ là đây. Xin được trân trọng giới thiệu, kính mời cô dâu chú rể sẽ cùng tay trong tay trao nhau kỷ vật thiêng liêng nhất, đó là cặp nhẫn cưới hạnh phúc trong ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời cô dâu chú rể. Nhằm mất đi cho em đến trọng cưới không tưởng hạnh phúc, đó là những lời tình cảm ý nghĩa nhất mà chú rể công hiếu muốn dành tặng tới cô dâu kỷ vương trong ngày vui hôm nay. Vâng, chú nhẫn trao tay là ngày đáng nhớ, chú nhẫn trao tay là ngày không thể nào quên. Vâng, của một người trai Phú Thọ sẽ thực hiện ngay tại đây. Một người trai xã Trung Vương sẽ thực hiện ngay tại đây. Trai anh Hùng thì là hôn 5-7 cái, một gái chính chưa thì là từ đã chưa được ạ. Đây này, chú rể cứ cho tôi ạ, MC chưa nói xong. Chú rể không được dịch để xuất dịch dịch như thế ạ. Chú rể nó rất là máu đúng không ạ? Độ máu là hơi cao ạ. Vâng ạ, tôi chưa nói xong ạ. Nhưng nhất ảnh ra vẫn chưa kịp ghi lại những hình ảnh hạnh phúc nhất của cô dâu chú rể trong một vườn này. Vâng ạ, và hôn với tư thế như thế nào ạ? Tư thế như này không đúng đúng không ạ? Hôn thì là hôn mãi rồi, vâng ạ, nhưng mà hôn toàn hôn vụng trộm nè, không phải là hôn công khai. Đúng, ngày hôm nay là cô dâu chú rể hôn công khai, và xin được trân trọng kính mời cô dâu chú rể sẽ quay sát vào nhau đi ạ. Với tư thế như thế nào, tay cô dâu sẽ đặt vào chỗ nào cứng nhất của chú rể ạ, và tay chú rể sẽ đặt vào chỗ nào mềm nhất của cô dâu mới đúng tư thế, đúng không ạ? Vâng ạ, và hôn vào đâu ạ? Hôn vào chán. Hôn vào chán thì là sinh được 8 cậu con trai, và hôn vào má thì là sinh được 5 cô con gái. Nhưng hôn vào môi thì sẽ sinh 1 trai 1 gái. Hôn trường đồng ý không ạ? Vâng ạ. Và tôi thấy rằng chú rể này rất độ máu rất là cao, và từ đầu cho tới giờ trên trung tâm sân khấu hôn trường, chú rể cười rất là tươi. Vâng ạ, miệng chú rể cười tươi như là hoa. Vì sao hôn trường có biết không ạ? Vì trai khôn thì là lấy được vợ hiền, như cầm đồng tiền đánh trúng một con lô. Chú rể rất là vui mừng vì ngày hôm nay chú rể đánh trúng một con lô thật là to, thật là chính xác. Một tràng pháo tay thật to dành cho con lô của chú rể đi ạ. Và nụ hôn sẽ thực hiện ngay tại đây và ngay tại trung tâm thành phố trường ngay lúc này, trước sự dự kiến của bố mẹ và toàn là người thân. Vâng ạ, ở phía dưới xin được trân trọng kính mời nhiếp ảnh gia đến từ trường quay VTV3S9 của đài truyền hình Phú Thọ sẽ tường thuật trực tiếp hình ảnh hạnh phúc nhất của cô dâu chú rể trên các trang mạng Facebook và Zalo, sẽ tràn ngập hình ảnh yêu thương hạnh phúc nhất của cô dâu chú rể trong một hôm nay. MC sẽ đến và hôn trường thân ấn cùng với tôi ạ. Và nụ hôn sâu nhất và dài nhất, hạnh phúc nhất sẽ thực hiện ngay tại đây ạ. 3, 2, 1, một tràng pháo tay thật to thật nồng nhiệt để dành tặng cho cô dâu chú rể đi ạ. Dạ vâng, và để tiếp tục chương trình sau đây, xin được trân trọng giới thiệu kính mời cô dâu chú rể sẽ cùng tiến về phía bên trái của trung tâm sân khấu hội trường và cùng thực hiện nghi lễ cắt bánh hạnh phúc. Hạnh phúc chi ngọt sẽ cùng cho người ta, bánh này xin được cắt ra, thủy chung son sắt giữa ta với mình. Trên sân khấu hội trường đến lúc ở đây làm nghi lễ của dâu chú rể cùng nhau tay trong tay chia ngọt sẻ bùi và cảm nhận tình yêu hạnh phúc trong sáng trong ngày hôm nay bằng những tảng bánh hạnh phúc. Và sau khi tự cô dâu chú rể thực hiện nghi lễ cắt bánh hạnh phúc xong, xin được trân trọng kính mời cô dâu chú rể sẽ tiến về phía bên tay phải của trung tâm sân khấu hội trường sẽ cùng thực tay. Xin được trân trọng kính mời chú rể bóc lớp giấy bạc ra giúp cho ban tổ chức, và vâng ạ, và bóc ế lớp sắt ra cho ban tổ chức, và cô dâu chú rể sẽ cùng tay trong tay rót tràn đầy những tháp ly rượu tình yêu trong ngày vui hôm nay mà ban tổ chức chuẩn bị chu đáo rất là trang trọng cho cô dâu chú rể. Cô dâu chú rể rót mạnh tay lên đi ạ. Rượu đầy anh chưa nhấp miệng mà lòng đã say, còn em là chén rượu cay anh xin uống cạn để say suốt đời. Cô dâu chú rể rót mạnh lên ạ. Và những làn đá khói mờ ảo hòa quyện với màu hồng của chai rượu sâm banh tạo lên một lâu đài tình ái của cô dâu chú rể Quang Hiếu và Kỳ Duyên trong ngày vui hôm nay. Và sau khi chai rượu sâm banh thứ nhất đã được mở ra và rót tràn đầy, sẽ tiếp tục dùng sức mạnh khéo léo của tình yêu để mở nút chai rượu sâm banh thứ hai. Xin được trân trọng kính mời. Nếu bệnh nhân bị xơ gan thì chỉ có thể uống thuốc khoảng độ 3 ngày bắt đầu chuyển bệnh. Khi 3 ngày chuyển bệnh thì bụng bắt đầu nhỏ dần, nhỏ từng ngày một. Bệnh nhân có thể nhìn thấy bệnh chuyển bệnh một cách rõ ràng lắm, chứ nó không lâu đâu. Mà cái xơ gan thì nói chung là trong vòng một tháng hầu như là khi bệnh nhân uống thuốc đúng chỉ định thì hầu như là bụng gần như bình thường. Nhà thuốc Đông y gia truyền Dư Ba sở hữu bài thuốc quý của dân tộc Sán Dìu, nhiều đời hành nghề y chuyên điều trị các bệnh về gan,
như ung thư gan, gan nhiễm mỡ, xơ gan cổ trướng, viêm gan B, C, men gan cao bằng các thảo dược quý trên rừng được nhà nước cấp chứng chỉ khám chữa bệnh. Nhà thuốc có địa chỉ tại đường 310, thôn Mi Kỳ, xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, số hotline 0982 267 986.